Đang có mặt tại phòng thử karaoke Comedia Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành hát thử cái dàn karaoke tiêu chuẩn 1, một trong những cái dàn karaoke mà đang kinh doanh tại Vida Shop. Thì cái dàn karaoke tiêu chuẩn 1 này hướng đến cái tiêu chí đó là giúp cho các bạn có được một cái dàn karaoke giống như những cái dàn karaoke tại quán karaoke nổi tiếng tại Sài Gòn. Thì cái dàn karaoke tiêu chuẩn 1 này của Vida Shop bao gồm những cái thành phần thiết bị như sau. Thì mình cùng một anh nhân viên của Vida Shop sẽ tiến hành mở lần lượt các thiết bị này lên. Đó là cái đầu tiên, đó là cái đầu karaoke Ariran 3600 KTV. Đó. Thành phần thiết bị thứ hai đó là cái chiếc âm ly Yanga BA503A. Đây, ở đây. Rồi. Cái thành phần thứ ba đó là cái lo cặp lo Bose 301 Series 5 thì nó được bố trí ở đây. Zoom lại cho bạn thấy. Thì trong cái dàn karaoke này Vida Shop không có offer cho các bạn cái micro để sử dụng, cho nên thì mình sẽ chọn một cái micro ở ngoài, đó là cái micro Shure UR4S. Thì ở đây mình có một cái micro Shure UR4S khá là đẹp ở đây, một cái receiver ở đây, thì cái anh nhân viên này sẽ mở lên. Đó, đây là cái receiver của Shure UR4S. Rồi, thì bây giờ cái anh nhân viên này sẽ bắt đầu hát một cái bài karaoke nào đó để test thử cái âm thanh của cái dàn karaoke này có hoạt động được tốt hay không. Đấy. Rồi. Đi về nơi xa và hát đi về nơi xa. Mình sẽ quay lại từng cái thiết bị cho bạn thấy. Đầu karaoke Ariran 3600 KTV, âm ly Yanga BA 503A. Rồi. Bông 301 Series 5. Trong một đêm tôi về và micro Shure UR4S. Còn anh nhân viên rất là dễ thương ở đây. Tiếng nghe rất là ấm tai. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi buồn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi buồn. Thì với cái nguyên tắc là phối theo nguyên lý và lắp theo âm học, thì Vida Shop mong muốn mang lại cho bạn những cái dàn karaoke chất lượng nhất, cả về chất âm lẫn tiếng hát. Em về đâu mùa đông, dòng dọc sóng xưa trôi mong ai với anh chỉ còn nỗi đời chưa gọi em trong tương nhớ. Em ơi, có về nơi đây?